Trận đấu chung kết dành cho đội bạn thôi. Và Minoan trong tay của game thủ Dương Còi, pan trong game thủ Văn Nhất, Egypt của Xuân Thứ. Và cuối cùng đó là Katarian của game thủ Xi Măng, Roman của Thành Lak trong trận đấu này, Yamato của U98, Phô của Mạnh Hào. Và cuối cùng đó là Min của Văn Hưởng. Đấy. Quần cân thôi. Katay, Zip, Min, Pan, Foya, Min, Rom. Như vậy là tương đối cân trong trận đấu này. Nhưng mà tôi nghĩ là đội bạn là cũng tù rồi. Vâng, nốt trận như thế nào thể hiện cố gắng. Vâng, trình diễn một trận đấu đẹp mắt để kết thúc đối phương trong 3 set đấu. Ngày hôm nay thực ra thì xét về quân bên mình không đẹp hơn đội bạn, chỉ là cân thôi. Trận đẹp hơn, trận xấu hơn, thậm chí rằng hai set đấu đầu tiên thậm chí còn nhiều trận đội bạn đẹp hơn. Nhưng bên mình đánh tốt. Và đó là một tin mừng là cho tất cả các fan của GTV khi mà những game thủ trẻ sinh năm 1998 đang có được những sự tiến bộ nhất định. Vâng, phải công nhận một điều rằng U98 đánh kèo cỏ để cũng khỏe thật. Được. Tối nay sẽ là kèo rất kinh điển anh em ạ. Chim chim đối đầu với V-Love và BB. Vâng, màn hình máy Yamato trong tay của game thủ U98 và chúng ta cùng xem trận đấu này U98 sẽ thể hiện mình như thế nào. Kết thúc đối phương bằng 3C và đến với kèo siêu kinh điển thế là hợp lý. Vâng, kèo hot, kèo tối nay hot đấy. Hot on hot. Mời tất cả anh em xem. Vâng, BB dành cho game thủ U98. Màn hình máy của các game thủ khác nào. Hào 25 nông dân. Vâng, bài phone ra kín bưng tới game thủ Mạnh Hào nhá. Hưởng 26 dân cầm pin. Vâng, bây giờ mới kích đời. Đánh cái gì đấy? Chắc là chém thôi nhỉ. Cung á? Vâng, như vậy trận đấu này Văn Hưởng là người đánh cung ạ. Còn cuối cùng đấy là game thủ Thành Lak cầm Roman và sẽ là người chém tạt sang phía bên này khi mà phía bên này hai game thủ đánh cung. Vâng, trận đấu rất phiêu khi bên mình đang dẫn trước 2C và sẽ đấu cuối cùng đang dẫn 2-1. Vâng, không có lý do gì không đánh cho đội bạn hiểu cả. Quay trở lại với U98 để xem U98 cân đôi. Bình luận viên tên gì vậy mà anh xem hết cả kèo rồi mà anh vẫn còn hỏi tên em. Giới thiệu tất cả anh em là bình luận viên Kami đẹp trai nhá, chuyên gia nói thật. Và em nói thật với các bạn, các bác là hôm nay No 51 nổ hai nhay. Vâng, cứ tất tay đi, anh em sẽ được mãn nguyện. Ngày mai không phải đi làm nữa đâu. và mai không phải đi làm thuê cho ai nữa, mà rất có thể sẽ là đảo. Anh em cứ tin tôi đi. Xin hãy tin em một lần. Vâng, Hào nghe bảo đã bị chọc. Dò một năm game thủ... À không, đây là dò của game thủ 2, game thủ Văn Nhất. Pan đấy nhá. Rất có thể sẽ là một trận chém đi thẳng mặt vào nhà của người cầm Parminan này, vào nhà của game thủ cầm phô này. Màn hình máy của game thủ Thành Lak lắc ra người đi. Vâng, dâng lời kiểu gì đấy. Vâng, một trận đấu mà dâng lờ hơi đông tới từ game thủ Thành Lak. Vâng, gặp luôn nhà màu 2 Văn Nhất. Đây rồi, hai dân đi dâng lờ đấy. Vâng, nếu như đi dâng lờ thì khả năng là Mạnh Hào gặp, vâng, hơi bị khó thở đấy, bởi vì sẽ có một nhà đánh cung ở phía bên ngoài. Phải chăng đó là Egypt? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cánh phía bên này, U98 gặp nhà màu 3 và màu 4 và màu 3 và màu 4 đó là Egypt và Qatar. Như vậy là Egypt ở góc 6 giờ. Như vậy là khả năng là Minoan. Vâng, Minoan đầu cánh đánh cung A rồi. Vâng, Parminan dâng lờ thì chỉ có thể lý giải được một điều, đó là người cầm Minoan bên phía đối phương đầu cánh đánh thẳng cung A. Rồi bạn đang chơi bài rất nhiều. Vâng, màn hình máy của game thủ U98 đã ăn được rất nhiều dân của game thủ 14, game thủ Xi Măng. Đây là pha hú của game thủ U98 vẫn đưa không? Được đấy. Okay. Ôi. Vâng, con lạc đà hơi khó chịu. Vâng, cuối cùng thì nó đã đổi màu, timeline vẫn là 29. Bài Yamato cân đôi nhá. Ăn được rất nhiều dân của game thủ 14 rồi. U98 đang đánh rất hay. Vâng, có lẽ ngày hôm nay, sau ngày hôm nay thì U98 sẽ được, vâng, cổ phiếu của U98 trên sàn thi đấu của đế chế được tăng một cách đột biến. Và đó là cơ hội để các bạn biết đặt ở đâu rồi đấy. 29/48. Đó, timeline của game thủ, vâng, U98. Bây giờ thì màu 3 đẩy quân ra, nhưng với sự, vâng, hỗ trợ của game thủ Xi Măng. Vâng, lạc đà khắc cung rờ trong trận đấu này. Yamato có lạc đà để đi lại những con cung rờ của người cầm Egypt. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì 2L phát đều. Trận đấu chém rất tốt tới thủ 98. Còn đây là Mạnh Hào tham lại là 40. Vâng, có cung A tới từ người cầm Minoan. Một trận đấu mà Minoan là người đánh đầu cánh, còn vâng lên cung A đầu cánh, còn Parminan là người đi dâng lờ. Nhưng Hào vẫn đang khỏe nguyên. Hưởng tham lại là 32. Mới đang có cung A một áo thôi. Một trận đấu mà lên đời vâng không khỏe bằng đối phương. Bắt đầu ăn vàng. Không khỏe bằng người cầm Minoan ở phía bên kia, khi mà bây giờ mà đang có cung A một áo dành cho game thủ Phạm Văn Hưởng của chúng ta. Còn đây là Thành Lak tham lại là 30, bắt đầu tấn công ca. Bây giờ công ca muộn rồi Thành Lak ạ. Vâng, một tuần tụ ca để ném, chứ bây giờ một công ca thì muộn quá, đối phương tụ được một đống cung ma rồi. Vâng, bên mình vẫn đang khỏe nguyên này, bịp thế rồi. Pan chết à? Vâng, pan chết rồi. Đánh kiểu gì vậy, khó quá rồi bạn. Vâng, Tân dâng lờ tôi cứ tưởng là vâng cái thế thì là lạc đà pan kết hợp với cung đẩy ra ngoài thì Mạnh Hào ở trên góc 12 giờ sẽ chết, nhưng không, bây giờ thì Mạnh Hào còn khỏe nguyên, còn người đi dâng lờ thì bị Thành Lak chém chết. Vâng, và vẫn đang là ngồi thế gãi dành cho thành viên bên phía team GTV, khi mà ở phía bên trong Văn Hưởng có người đã lên xong cung A hay áo. Đây rồi, Hào khả năng là không. Vâng, màn hình máy U98 theo tin báo về thì U98 sắp bị lu bởi hai nhà bên phía đối phương. Vâng, đánh cân 20 phút trong game và timeline vẫn là 3x. Chưa nói trước đâu, khi mà Hào ra người mất tham. Là đá đông đấy. Vâng, đây mới là những gì mà tôi mường tượng ra lúc đầu. Nó lại cứ bảo là Văn Nhất chưa chém được cái gì là fit thì đúng là ảo quá. Nhưng mà lạc đá đông. Vâng, tham lai đè dành cho đội bạn. Một trận đấu khó. Và Văn Hưởng là người đánh cung A. Và thế trận là một thế trận hơi khó ở bên mình. Vâng, tôi lại cứ tưởng Parminan của Văn Nhất mà dâng lờ lên mà không chém được, không có một con lạc đà nào thì bịp quá.